Nguồn cảm hứng. Tôi đã nói rằng, thiền định là con đường đưa đến giác ngộ và là nỗ lực lớn lao nhất của đời này. Mỗi khi nói về thiền định cho sinh viên, tôi luôn nhấn mạnh sự cần thiết phải thực hành thiền với một kỷ luật quyết định và sự sùng kính nhất tâm. Đồng thời cũng rất quan trọng là thực hành thiền với cảm hứng và tinh thần sáng tạo càng nhiều càng tốt. Có thể nói, thiền là một nghệ thuật và bạn nên tập thiền định với niềm hứng thú và giàu tính phát minh của một nghệ sĩ. Hãy hăng hái đi vào sự an lạc của bạn như bạn đang cạnh tranh điên cuồng trong cuộc đời. Có nhiều cách để làm cho thiền định trở thành một niềm vui. Bạn có thể tìm một bản nhạc ưa thích và dùng nó để mở tâm trí của bạn. Bạn có thể sưu tập thi ca, trích dẫn lời thánh nhân động đến tâm can bạn và giữ chúng bên mình để làm bạn lên tinh thần. Tôi luôn luôn thích những bức tranh cổ thăng ca của Tây Tạng, vẻ đẹp của chúng làm cho tôi thêm năng lực. Bạn cũng có thể tìm những bức tranh gợi cho bạn cảm giác thiêng liêng và treo lên tường phòng bạn. Lắng nghe băng giảng của một vị thầy vĩ đại hoặc nghe tán tụng, bạn có thể biến chỗ bạn ngồi thiền thành một thiên đường giản dị với một đóa hoa, một cây hương, một ngọn nến, một bức ảnh của bậc thầy đã giác ngộ hay một tượng Phật. Bạn có thể biến gian phòng thường nhất thành một nơi thiêng liêng ấm cúng, một khung cảnh mà mỗi ngày bạn đến gặp bản ngã đích thực của bạn với tất cả niềm vui và hạnh phúc như bạn gặp cố tri. Và nếu bạn nhận thấy thiền định không dễ dàng xảy đến trong phòng bạn ở đô thị, thì hãy ra ngoài thiên nhiên. Thiên nhiên luôn luôn là một nguồn cảm hứng bất tận. Muốn an tâm, bạn hãy đi dạo vào lúc bình minh trong công viên, hay ngắm sương mai trên một đóa hồng trong vườn, nằm giữa đất mà ngắm nhìn bầu trời, để tâm bạn trải ra trong cái bao la đó. Hãy để cho bầu trời bên ngoài đánh thức bầu trời trong tâm bạn. Đứng bên dòng suối mà hòa tâm bạn vào tiếng nước chảy. Ngồi bên thác đổ để cho tiếng cười trong sáng của nó tịnh hóa tâm hồn bạn. Đi dạo trên bãi biển và khứng đầy gió biển trên mặt bạn. Mừng ánh trăng sáng để cho vẻ đẹp của trăng làm lắng tâm bạn. Ngồi trên hồ hay trong giường, thở lặng lẽ. Để tâm bạn im lặng khi trăng từ từ lên tráng lệ trong bầu trời không mây. Mọi sự đều có thể dùng làm sự mời gọi thiền định. Một nụ cười, một gương mặt trên tàu hầm, một cánh hoa mọc trên khe đá bên vệ đường, một tấm vải sặc sỡ treo trong cửa tiệm, ánh trời chiếu trên chậu hoa nơi cửa sổ. Hãy nhạy bén đối với mọi dấu hiệu của cái đẹp và vẻ diễm kiều, dâng lên mọi niềm vui, tỉnh giác vào mọi lúc, trước những tin tức luôn luôn đến từ im lặng. Dần dà, bạn sẽ là người làm chủ lấy hạnh phúc của mình, tạo ra niềm vui cho chính mình, có đủ mọi phương pháp để thắp sáng, nâng cao, gợi cảm hứng cho từng hơi thở và động tác của mình. Thế nào là một thiền giả vĩ đại? Đó là người luôn luôn sống với sự hiện diện của cái tự ngã chân thật của mình, đã tìm ra và sử dụng liên tục suối nguồn của cảm hứng sâu xa. Nhà văn người Anh Lewis Thompson đã viết, Kitô, thi nhân tối thượng, đã sống chân lý một cách say sưa đến độ mỗi hành vi của Ngài đều là hành vi thuần tịnh và ngôi lời toàn hảo, thể hiện cái siêu việt. Thể hiện cái siêu việt, đó là lý do chúng ta sống trên đời. Vào cái đêm lớn lao ấy, khi Đức Phật giác ngộ, tương truyền rằng Ngài đã kinh quá nhiều giai đoạn của sự tỉnh thức. Đầu tiên, với tam định tĩnh, thuần tịnh, không lỗi lầm, không cấu nhiễm, được làm cho mềm mại, dễ sử dụng, an trú bất động. Ngài xoay chú ý về sự nhớ lại những đời trong quá khứ. Ngài kể lại cho ta kinh nghiệm ấy như sau. Ta nhớ lại nhiều đời trước, một đời, hai, ba, bốn, năm đời, 50, 100 đời, 100.000 đời, trong các thời kiếp khác nhau. Ta biết mọi sự về những thời ấy, chỗ ở, tên họ, gia đình và ta đã làm gì. Ta kinh quá trở lại những may mắn bất hạnh của mỗi đời, cái chết của ta trong mỗi đời,
rồi lại tái sinh trở lại nhiều lần. Như thế, ta nhớ lại vô số đời trước với những nét đặc biệt chính xác và những hoàn cảnh. Minh này ta đã chứng vào canh đầu của đêm. Từ thuở bình minh của lịch sử, sự tái sinh và niềm tin có đời sau đã chiếm một chỗ quan trọng trong hầu hết các tôn giáo lớn của nhân loại. Sự tin có tái sinh vẫn hiện hữu trong những người Kitô vào thuở sơ khai của lịch sử Kitô giáo và tồn tại dưới nhiều hình thức cho đến thời Trung Cổ. Origen, một trong những người có ảnh hưởng nhất trong những nhà thờ, đã tin tưởng sự có trước của linh hồn và đã viết vào thế kỷ thứ ba rằng mỗi linh hồn đến thế giới này được tăng cường bởi vinh quang hay bị yếu kém bởi những thất bại trong những đời trước của nó. Mặc dù Kitô giáo cuối cùng đã chối bỏ niềm tin tái sinh, ta vẫn có thể tìm dấu vết niềm tin ấy qua tư tưởng thời phục sinh. Trong những trước tác của những thi sĩ lãng mạn chính như Black và Shelley, và cả đến trong một con người như tiểu thuyết gia Honoré de Balzac, từ khi có sự nổi lên ưa chuộng các tôn giáo Đông Phương vào cuối thế kỷ trước, một số khá lớn những người Tây Phương đã bắt đầu chấp nhận tri kiến của Ấn Độ và Phật giáo về tái sinh. Một trong những người này là Henry Ford, kỹ nghệ gia nổi tiếng thương người, đã viết: "Tôi theo lý thuyết tái sinh vào năm tôi 26 tuổi. Tôn giáo không cho biết tí gì về vấn đề này. Ngay cả sự nghiệp cũng không đem lại cho tôi niềm thỏa mãn. Sự nghiệp thật vô bổ nếu ta không thể đem theo các kinh nghiệm ta thu nhập để sử dụng trong đời kế tiếp. Nhưng khi tôi khám phá thuyết tái sinh, thì thời gian không còn bị hạn chế nữa. Tôi không còn là một tên nô lệ cho cái kim đồng hồ. Tôi muốn san sẻ với người khác sự an tịnh mà cái thấy ấy đã đem lại cho chúng ta." Một cuộc trưng cầu ý kiến của Viện Gallup vào năm 1982 chứng tỏ cứ 4 người Mỹ thì có một người tin có luân hồi. Đây là một thống kê làm ta giật mình khi xét đến một nơi mà triết lý khoa học duy vật hầu như tiềm tàng trong mọi phương diện của đời sống hàng ngày. Tuy nhiên, phần đông người ta chỉ có khái niệm lờ mờ về đời sống sau khi chết và hoàn toàn không biết nó ra như thế nào. Luôn luôn người ta bảo tôi rằng họ không thể nào tin nổi một chuyện không có bằng cứ hiển nhiên. Nhưng sự không tin của họ đâu phải là bằng chứng để nói không có đời sau chứ. Voltaire đã nói, chung quy sinh ra lần nữa cũng không là chuyện lạ lùng gì hơn chuyện sinh ra lần này. Tôi thường hỏi, nếu ta đã từng sống trước đây thì tại sao ta không nhớ? Nhưng tại sao ta không nhớ lại có nghĩa rằng trước kia ta chưa từng sống? Chung quy, những kinh nghiệm tuổi thơ hay của hôm qua, ngay cả đến những điều ta vừa nghĩ một giờ trước, rất sống động khi chúng xảy ra, nhưng ký ức về chúng hầu như hoàn toàn phai mờ, như thể chưa từng xảy đến. Nếu những gì chúng ta làm hay nghĩ vào thứ hai tuần trước mà ta không còn nhớ được, thì làm sao ta nghĩ là có thể dễ dàng hay bình thường để nhớ những gì ta làm trong đời trước? Đôi khi tôi đùa người ta và hỏi, cái gì làm bạn cương quyết cho rằng không có đời sau như vậy? Bạn có bằng chứng gì? Nếu bạn chết mà thấy quả thực có đời sau, thì bạn tính sao? Có phải là bạn phải tự giới hạn mình khi bạn tin rằng không có đời sau nào cả? Có phải là có lý hơn nếu bạn cứ đặt một nghi vấn về đời sau, hay ít nhất có thái độ cởi mở về điều ấy, mặc dù không có cái mà bạn gọi là bằng chứng cụ thể? Cái gì sẽ làm bằng chứng cụ thể là có đời sau? Tôi lại muốn người ta hãy tự hỏi mình, tại sao bạn thấy tất cả tôn giáo lớn đều tin có đời sau? Tại sao hàng trăm triệu người suốt lịch sử, kể cả những triết gia lỗi lạc nhất, thánh hiền và những thiên tài của Á Châu, đều sống với niềm tin này như một phần cốt yếu của đời họ? Phải chăng họ đều ngu cả? Ta hãy trở lại vấn đề bằng chứng cụ thể. Không phải chỉ vì ta chưa bao giờ nghe về Tây Tạng hay chưa từng đến đấy mà ta nói rằng không có xứ Tây Tạng. Trước khi lục địa khổng lồ Mỹ Châu được tìm ra, có ai ở châu Âu ngờ rằng nó có đấy? Ngay cả sau khi tìm ra châu Mỹ,
người ta còn tranh cãi về sự có mặt của nó. Tôi nghĩ chính cái tri kiến hạn hẹp của ta về cuộc đời đã ngăn cản ta chấp nhận hay khởi sự tư duy nghiêm chỉnh về khả tính của tái sinh. May thay, chuyện chưa hết. Những người nào trong chúng ta có tu tập tâm linh, như tu thiền chẳng hạn, sẽ khám phá nhiều chuyện về tâm thức chúng ta mà từ trước ta chưa biết đến. Vì khi tâm ta càng mở ra cho kinh nghiệm kỳ lạ, bao la về hiện hữu của tự tính tâm, thì ta bắt đầu thấy một chiều không gian khác hẳn. Trong đó, mọi quyết đoán của ta về lai lịch mình và về thực tại mà ta tưởng mình biết thật rõ, bây giờ khởi sự tan rã. Và trong đó, ta thấy đời sau ít nhất cũng là một chuyện có thể xảy đến. Ta khởi sự hiểu rằng mọi sự mà các bậc thầy nói về sống chết và đời sau quả là thực có. Vài bằng chứng về tái sinh. Hiện nay đã có rất nhiều sách nói về những chứng cứ của những người tuyên bố họ có thể nhớ lại đời trước. Tôi đề nghị nếu bạn thực tình muốn hiểu về tái sinh, thì hãy điều nghiên việc này với tâm trạng cởi mở, và càng nhiều tinh thần phân tích càng tốt. Trong số hàng trăm câu chuyện về tái sinh có thể kể ra đây, có một chuyện làm tôi thích thú đặc biệt. Đó là câu chuyện của một người đàn ông trung niên ở Norfolk, Anh Quốc. Tên là Arthur Flowerdew. Năm 12 tuổi, ông ta có kinh nghiệm về những tâm ảnh sống động của một đô thị lớn nào đó ở giữa một sa mạc. Một trong những hình ảnh xuất hiện nhiều lần trong trí ông là một ngôi đền chạm trổ từ một mỏm đá. Những hình ảnh lạ lùng này cứ trở lại trong trí ông, nhất là khi ông nhặt những hòn sỏi màu hồng và màu cam trên bờ biển cạnh nhà. Khi lớn lên, những chi tiết về đô thị trong tâm trí càng rõ hơn. Ông thấy thêm nhiều tòa nhà, đường xá, lính và đường đến đô thị xuyên qua một con kênh hẹp. Mãi lâu về sau, hoàn toàn tình cờ, ông xem một phim tài liệu về đô thị Petra cổ của Jordan. Ông rất ngạc nhiên khi trông thấy lần đầu tiên hình ảnh mà ông đã thấy nhiều lần trong trí qua nhiều năm. Ông cho biết, ông chưa hề đọc sách vở gì về Petra. Những linh kiến của ông trở thành nổi tiếng, và sự xuất hiện của ông trên truyền hình của đài BBC làm chính phủ Jordan lưu ý, đề nghị đưa ông bằng phi cơ đến Jordan cùng với một phóng viên quay phim của BBC. Trước khi phái đoàn xuất hành, Arthur Flowerdew được giới thiệu với một nhà khảo cổ chuyên về Petra, đã viết một quyển sách về thành phố này. Nhà khảo cổ lấy làm lạ lùng trước sự hiểu biết rành mạch của ông ta. Một vài điều ông nói ra chỉ có một chuyên gia khảo cổ về vùng ấy mới biết được. Đài BBC ghi lại sự mô tả của Arthur Flowerdew về Petra trước khi đi để so sánh. Flowerdew nêu lên ba địa điểm trong linh kiến của mình về Petra. Một mỏm đá hình núi lửa ở ngoài đô thị. Một ngôi đền nhỏ ở đấy, ông tin rằng ông đã bị giết vào thế kỷ thứ nhất trước Thiên Chúa. Và một xây cất bất thường trong thành phố, mà các nhà khảo cổ rất quen thuộc nhưng họ không biết để làm gì. Chuyên gia khảo cổ không nhớ có mỏm đá nào như vậy và tỏ vẻ hoài nghi. Khi ông ta đưa cho Flowerdew xem một bức ảnh chụp đô thị Petra, ông lấy làm kinh ngạc vì Flowerdew chỉ đúng cái nơi có di tích ngôi đền. Rồi người đàn ông trung niên này thản nhiên giải thích, mục đích của cái cấu trúc kỳ lạ kia là cái vọng gác, trong đó ông ta đã làm đính canh cách 2.000 năm về trước. Một số lớn những tiên đoán của ông chứng tỏ rất chính xác. Khi đoàn đến gần thành Petra, Arthur Flowerdew chỉ chỗ mỏm đá kỳ bí. Và khi vào thành, ông đến ngay vọng gác, không cần nhìn bản đồ, và chứng minh cái cách lạ lùng mà thời xưa đã sử dụng để điểm danh lính gác. Cuối cùng, ông đi đến nơi mà ông bảo ông đã bị một mũi kiếm của kẻ thù đâm chết vào thế kỷ thứ nhất trước Tây Lịch.
và lại chỉ ra những địa điểm, mục đích của những cấu trúc chưa khai quật được tại đô thị này. Làm sao giải thích được sự hiểu biết lạ lùng của Arthur Flowerdew ngoại trừ sự tái sinh luân hồi? Rồi lại có trường hợp những trẻ em nhớ lại một cách tự nhiên những chi tiết về đời trước. Nhiều trường hợp như vậy đã được tiến sĩ Ian Stevenson thuộc Đại học Virginia sưu tập. Một tường thuật về những ký ức của một trẻ em về đời quá khứ đã gây sự chú ý của Đức Dalai Lama. Ngài đã gửi một đại diện đến phỏng vấn và xác chứng những ký ức của em. Tên em bé là Kamazikko, con một thầy giáo sống trong một gia đình theo đạo Sikh ở tỉnh Punjab ở Ấn Độ. Một ngày kia, khi đi coi hội chợ với cha tại một khu làng, tình cờ cô bé bảo cha đưa đến một làng khác cách đó không xa. Cha cô rất ngạc nhiên, hỏi tại sao. Cô bảo, con không có gì ở đây, đây không phải là nhà của con. Cha hãy đưa con đến làng ấy. Một đứa bạn học và con đang cởi xe đạp thì chúng con bị xe buýt đụng. Bạn con chết ngay. Con bị thương ở đầu, tai, mũi. Con được đưa đi khỏi chỗ xảy ra tai nạn và đến nằm trên một cái ghế dài trước một tòa án nhỏ gần đấy. Rồi người ta đưa con đến bệnh viện làng. Những vết thương của con chảy máu thật nhiều. Cha mẹ bà con đều theo con đến đấy. Vì bệnh viện làng không đủ phương tiện, họ tính đưa con đi Ampala. Khi các bác sĩ nói không cứu con được nữa, con đã yêu cầu đưa con về nhà. Cha cô bé lấy làm kinh ngạc, nhưng vì cô bé năn nỉ, ông phải đưa cô đến khu làng cô muốn. Khi đến gần, cô bé nhận ra ngay, chỉ chỗ đụng xe và gọi một chiếc xích lô. Cô bảo xe ngừng khi họ đến một cụm nhà mà cô bảo đã từng ở đó. Người cha vẫn không tin cô, nên hỏi những người ở đấy xem họ có biết gia đình mà cô Kamasiko đã mô tả. Họ xác nhận quả có việc như thế và bảo người cha cô bé rằng Prisma, tên cô gái trước kia, khi chết đã được 16 tuổi, chết trong xe trên đường từ bệnh viện về nhà. Người cha hết sức bực bội, bảo cô bé họ nên trở về, xong cô đi ngay tới nhà cũ, đòi bức ảnh cô chụp ở trường và ngắm nhìn thích thú. Khi ông nội và chú của cô Prisma đến, thì cô bé nhận ra ngay, nói đúng tên họ. Cô chỉ cái phòng riêng của cô và đưa cha cô đi xem những phòng khác trong nhà. Rồi cô đòi những quyển sách học cũ, đôi dòng bạc và những cái nơ cùng với bộ áo quần mới màu marron. Cô của Prisma giải thích đây là những vật sở hữu cũ của Prisma ngày xưa. Hôm sau, cô gặp tất cả những bà con cũ. Và khi tới giờ lên xe buýt trở về, cô bé không chịu, bảo cha rằng cô sẽ ở lại. Nhưng cuối cùng, ông đã năn nỉ cô bé cùng về. Gia đình khởi sự ráp câu chuyện lại. Kamasiko đã ra đời 10 tháng sau khi Prisma chết. Mặc dù chưa đi học, em bé vẫn thường làm bộ đọc sách và nhớ được tất cả tên bạn trong tấm ảnh trường học. Kamasik cũng thường đòi mặc áo marron. Cha mẹ cô bé khám phá ra rằng Prisma đã được tặng một bộ quần áo màu ấy mà em rất thích nhưng chưa được mặc. Điều cuối cùng mà em bé nhớ về đời trước của mình là những ánh sáng trên chiếc xe hơi bỗng dục tắt trên đường từ bệnh viện về nhà. Có lẽ đấy là lúc em chết. Ai muốn khảo sát nghiêm túc khả tính về đời sau, tôi đề nghị họ xem những chứng cứ cảm động về kinh nghiệm cận tử. Rất nhiều người sống lại đã phát sinh một niềm xác tín rằng cuộc đời vẫn tiếp tục sau khi chết. Nhiều người trong đó không có tín ngưỡng cũng chưa từng có kinh nghiệm tâm linh nào. Bây giờ, suốt đời tôi hoàn toàn tin chắc có đời sau, không một chút nghi ngờ gì. Và tôi không sợ chết nữa. Không. Nhiều người tôi biết rất sợ chết, sợ quá. Tôi luôn luôn cười thầm khi nghe người ta hoài nghi về đời sau hay bảo chết là hết. Tôi tự nhủ, họ thật sự không biết gì cả. Cái điều xảy đến cho tôi lúc đó là kinh nghiệm lạ lùng nhất tôi chưa từng thấy. Nó làm cho tôi nhận ra rằng có đời sau.
Tôi biết là có đời sau, không ai có thể lay chuyển lòng tin của tôi. Tôi không hoài nghi gì nữa. Chết thật an ổn, không có gì phải sợ. Tôi không biết còn gì ngoài ra cái mà tôi đã kinh nghiệm, nhưng với tôi đã là tràn trề hạnh phúc. Nó cho tôi một giải đáp cho cái điều mà tôi nghĩ sẽ làm mọi người ngạc nhiên vào lúc này hay khác trong đời. Vâng, có đời sau, đẹp hơn bất cứ gì ta có thể tưởng tượng. Khi bạn đã biết, thì không có một cái gì có thể sánh bằng nó. Bạn chỉ biết thế. Những khảo cứu về đề tài ấy cũng chứng tỏ, những người đã chết hụt sau đó thường cởi mở hơn và có khuynh hướng chấp nhận tái sinh luân hồi. Và phải chăng những thiên tài đặc biệt về âm nhạc hoặc toán nơi một số trẻ em có thể suy từ sự phát triển của chúng trong những đời trước? Như Mozart 5 tuổi đã soạn những đoạn khúc và xuất bản những khúc sonat vào năm 8 tuổi. Bạn có thể đặt câu hỏi, nếu có đời sau, thì tại sao quá khó để nhớ lại đời trước của mình như vậy? Trong tác phẩm Myth of Earth, tức huyền thoại về Earth, Platon gợi ý một giải thích cho sự thiếu trí nhớ này. Earth là một quân nhân được xem đã chết trận và dường như đã trải qua một kinh nghiệm cận tử rồi sống lại. Y thấy nhiều chuyện trong khi chết và được bảo phải trở về lại cuộc đời để kể cho người khác nghe trạng thái sau khi chết ra thế nào. Ngay trước khi trở về, y thấy những người đang được chuẩn bị để tái sinh phải di chuyển trong hơi nóng ngột ngạt ghê gớm qua cánh đồng quên lãng, một sa mạc không có cây cối. Khi chiều đến, họ cắm trại gần con sông Thất Niệm mà nước của nó không thể múc được. Tất cả đều được bảo uống một ít nước này, và một số người không có được cái trí tuệ để ngăn họ uống nhiều. Mỗi người khi uống thì quên hết mọi sự. Không được phép uống nước, và khi thức dậy, y thấy mình đang nằm trên giàn hỏa và có thể nhớ lại tất cả những gì y đã thấy nghe. Có chăng một định luật chung để làm cho ta hầu như quên hết mọi sự về thời gian và nơi chốn ta đã sống trước kia? Hay chỉ vì quá nhiều kinh nghiệm, phạm vi và cường độ của chúng quá lớn, đã xóa hết những ký ức chúng ta về những đời quá khứ? Đôi khi tôi tự hỏi, chúng sẽ giúp ta được bao nhiêu nếu ta nhớ được, hay lại còn làm cho chúng ta rối ren thêm?